Tọa lạc tại trung tâm hành chính thương mại mới phía Tây thủ đô, một Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng đại đô thị Vinhome Smart City. Hạ tầng siêu kết nối với những tuyến đường giao thông huyết mạch, tâm điểm vàng ba tuyến metro trọng yếu, thừa hưởng các tiện ích ngoại khu toàn diện, đa dạng tiện ích nội khu, đảm bảo chất sống an nhiên, thư thái ngay dưới thềm nhà. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh tao và khoảnh khắc thăng hoa mỗi mùa hoa anh đào nở, The Sakura mở ra tám giác quan ẩn sâu bên trong mỗi người, vượt xa khỏi mọi chuẩn mực thông thường để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Sở hữu ngay căn hộ 3 phòng ngủ với những tiện nghi hiện đại trong tầm tay, không gian sống đa thế hệ với diện tích lên tới 103m², cảm nhận những sự tinh tế và công năng tối ưu trong từng thiết kế. Nhận nhà ngay trong tháng 5, tặng 5 năm phí quản lý, tặng gói nội thất lên đến 400 triệu đồng, bàn giao đầy đủ nội thất theo chủ đầu tư Samty Nhật Bản. Phòng khách và phòng ngủ được lắp sàn gỗ, kính an toàn, cùng nhôm tĩnh điện điều hòa multi 2 chiều, khóa vân tay chất lượng cao, đầy đủ trang thiết bị vệ sinh, chậu rửa, bồn cầu, sen tắm nóng lạnh, chuông cửa kết nối xuống tầng 1 và tầng hầm, nơi cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày, nơi gia đình sống tiện nghi hiện đại, nơi con trẻ phát triển toàn diện trí tuệ và thể chất. The Sakura đánh thức giác quan, sống trọn khoảnh khắc.